Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái loại nước giải khát rất là tốt cho sức khỏe và uống rất là ngon, đó là trà tắc. Và cái nguyên liệu ngày hôm nay của mình thì sẽ pha được khoảng 2 ly trà tắc và mình có 6 cái trái tắc như thế này nè các bạn. Và mình dùng là cái trà Lipton túi như thế này thì mình cần là 2 túi trà Lipton nhé. Rồi mình sẽ cần là một muỗng canh mật ong để mình cho nó ngon hơn, nó thơm ngon hơn, và 60g đường cát trắng nè, và mình cần là 300ml nước đun sôi để mình ngâm cái trà của mình, và không thể nào thiếu đó là đá viên như thế này để mình cho vào trong cái nước trà cho nó lạnh lên, mình uống cho nó thật là đã khát. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái món trà tắc ngày hôm nay của mình nha. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ ngâm trà này nè các bạn. Mình sẽ mở cái túi trà này ra nè, mình cho nó vào đây và mình sẽ cho nước đun sôi vào. Mình cho vào đây là 300ml nhé. Mình sẽ ngâm những cái túi trà này nè, cho nó ra hết trà hả trong hai cái túi này, cho nó thơm, nó ngon, nó khoảng 5 phút nhé. Mình để nó qua một bên đi nha các bạn. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo là mình sẽ cắt những cái trái tắc này ra. Mình sẽ sử dụng là 4 trái, còn 2 trái mình sẽ cắt lát ra ha các bạn. Còn 4 trái này mình sẽ vắt lấy nước. Mình cho nó qua cái chén nha. Mình cho những cái lát này nè vào trong cái ly trà tắc á để cho nó thơm hơn nè, rồi nó trang trí cho nó đẹp mắt hơn á các bạn. Đây là những cái lát để chút nữa mình bỏ vào trong cái ly trà của mình. Còn cái này thì mình sẽ, bốn cái trái này thì mình sẽ cắt ra và mình sẽ vắt lấy nước. Có hộp thì chút nữa mình sẽ lấy hộp nó ra nha các bạn. Rồi mình đã vắt xong 4 cái trái tắc và mình đã lấy cái hộp nó ra hết trơn rồi các bạn. Rồi cái trà này nãy giờ mình ngâm á, nó được khoảng 5 phút rồi, nó đã ra cái nước trà ở trong đây rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái túi trà này đi nha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái đường cát trắng của mình vào đây các bạn, 60g nha. Mình quậy cho nó tan ra nè. Rồi mình sẽ cho cái nước tắc này nè, 4 cái trái nước tắc này nè vào trong đây. Và mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh mật ong. Cho nó thơm, nó ngon hơn đó các bạn. Cái nước này mình uống á, nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Với những cái bữa mà trời nóng nóng buổi trưa á, mà có một cái ly trà tắc như thế này thì rất là tuyệt vời rồi. Ở ngoài những cái nhà quán hàng ở ngoài á, họ đều có bán, nhưng mà các bạn pha tại nhà thì mình sẽ đảm bảo an toàn hơn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đá, mình cho nó vào trong ly và mình cho cái nước trà của mình vào và mình sẽ thưởng thức liền đó các bạn. Rồi mình đã chuẩn bị hai cái ly nước đá như thế này. Mình cho những cái lát tắc hồi nãy mình cắt nó ra đó các bạn, mình cho vào trong đây. Rồi bây giờ mình sẽ chế cái nước trà tắc của mình vào ha. Đó, mình đã cho thêm đá cho nó đầy đầy lên như thế này. Rồi mình thêm mỗi bên ha. Như vậy là mình đã có hai cái ly trà tắc rất là ngon, rất là thơm và rất là bổ dưỡng, làm tại nhà nè các bạn. Các bạn thấy nó rất là đơn giản khi mà mình pha một nước giải khát trà tắc tại nhà của mình không? Nếu như mà các bạn thích á, thì các bạn có thể vào bếp và các bạn làm cho các bạn và người thân của các bạn những ly trà tắc thật là tuyệt vời. Mình chúc các bạn làm thành công nha.